Tổ khuyến nông cộng đồng có tối thiểu 5 thành viên. Đội ngũ này sẽ thực hiện tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Cùng với đó, thực hiện các nhiệm vụ về khuyến nông, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, công nghệ trong nông nghiệp. Ngoài ra, Tổ khuyến nông cộng đồng sẽ triển khai các hoạt động tư vấn, dịch vụ, liên kết sản xuất, kết nối thị trường tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, phục vụ phát triển sản xuất nông nghiệp, ngành nghề nông thôn, xây dựng nông thôn mới, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa, cộng đồng dân cư nông thôn, bảo vệ môi trường sinh thái. Tại cuộc họp, các địa phương đã nêu lên những vướng mắc, khó khăn trong việc thực hiện chương trình khuyến nông và xây dựng tổ khuyến nông cộng đồng, đồng thời đề xuất, kiến nghị một số nội dung như tăng cường công tác tập huấn, chuyển giao công nghệ cho đội ngũ khuyến nông tại cơ sở, hỗ trợ kinh phí hoạt động cho đội ngũ này. Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Hồ Quang Bửu đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cùng các sở, ban, ngành có liên quan tiếp thu ý kiến, đề xuất của các địa phương. Bên cạnh đó, đồng chí Hồ Quang Bửu cho rằng địa phương nên vận động, kêu gọi những nông dân giỏi, có uy tín, có kinh nghiệm trồng trọt, có đầu ra sản phẩm đứng ra vận hành đội ngũ, từ đó tạo động lực và tạo nền tảng hỗ trợ bà con nông dân sản xuất bền vững.